Ăn chay đúng nghĩa chính là giúp đỡ người thân cận. Ăn chay giả dối chính là việc trộn lẫn giữa điều có vẻ là tôn giáo với thứ kinh doanh ăn bẩn và kiểu hối lộ của những thứ phủ vân. Được Thánh Cha chia sẻ như thế trong thành lệ sáng nay tại nhà nguyện Mata. Các bài đọc hôm nay nói về việc ăn chay. Ăn chay là việc mà chúng ta được mời gọi thực hành trong mùa chay. Làm như thế để chúng ta có thể tiến lại gần Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thích những tâm hồn sám hối, Tác giả Thánh Vịnh là người có tâm hồn cảm thấy được tội lỗi của mình và nhận biết được rằng mình chỉ là một tội nhân. Trong bài đọc trích sách ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa chê trách những kẻ giả hình, họ ăn chay nhưng lại ăn bẩn trong kinh doanh và đối xử tệ bạc với người làm công. Họ có đôi tay xấu, một tay họ làm việc đền tội, tay kia họ làm những điều bất công. Vì thế, Chúa kêu gọi thực hiện việc ăn chay đích thực, có kiểu ăn chay giả dối có thói đạo đức giả, đó là kiểu ăn chay để cho người khác thấy mà khen, trong khi lại hành xử bất công và khai thác con người. Ví như có người nói, tôi sẽ dâng tặng điều tốt đẹp này cho giáo hội. Thử hỏi lại người ấy rằng, hãy nói cho tôi, bạn có đối xử tốt với gia đình bạn không? Bạn có trả lương xứng đáng cho nhân viên của bạn không? Bạn có thực thi như luật pháp và lẽ phải để các nhân viên có thể nuôi con cái của họ không? có một câu chuyện diễn ra ngay sau thời chiến tranh thế giới thứ hai. Khi ấy, cha Petro Arupe dòng tên đang là truyền giáo tại Nhật Bản. Có một doanh nhân giàu có nọ muốn dâng tặng cho công cuộc truyền giáo, nhưng đi cùng anh ta có một nhiếp ảnh gia và một nhà báo. Trong khi đó, chiếc phong bì mà anh doanh nhân tặng chỉ chứa 10 đô la. Điều ấy cũng giống như việc chúng ta không đối xử phải lẽ với người thân cận, chúng ta thực hiện việc đền tội, ăn chay, bố thí, và rồi chúng ta cũng làm việc hối lộ. Đó là sự giả hình, giả dối của những thứ phủ vân hư ảo. Đó không phải là chân thực mà chỉ là đạo đức giả. Vì vậy, Chúa Giêsu nói, khi cầu nguyện thì chọn nơi kín đáo, khi ăn chay thì đừng làm bộ buồn sầu, khi bố thí thì đừng khuya chiên đánh trống, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Trong bài đọc trích sách ngôn sứ Isaiah, Chúa nói cho những kẻ giả hình biết thế nào là ăn chay đúng nghĩa. Nào ăn chay như ta mong muốn không phải như thế này sao? Là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ gánh nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, chia cơm sẻ bánh cho người đói, tiếp rước người nghèo vô gia cư, mặc áo cho kẻ trần chuồng và đừng khinh khi những người cũng là con người như ngươi. Chúng ta hãy ngẫm suy những lời này chúng ta hãy để tâm những lời ấy mỗi khi chúng ta ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Điều ấy sẽ giúp chúng ta nghĩ xem người ta cảm thấy điều gì khi người ta ăn bữa tối với giá 200 euro xong và trên đường về nhà, người ta nhìn thấy một người đang đói và rồi người ta tiếp tục bước đi. Thật là tốt cho chúng ta để nghĩ suy về những điều này.